Tôi được biết là việc rải tâm từ cho bản thân chỉ là bước khởi động và không mang lại lợi ích. Vậy tôi có thể rải tâm từ cho bản thân với ý: tôi không muốn bị oan trái, vậy mong cho các chúng sanh không oan trái lẫn nhau. Như vậy thì có tăng trưởng tâm từ không? Có thể ha. Không vấn đề gì cả.